Bài 42. Sự lan truyền âm thanh. Thực hành. Đặt phía dưới trống một cái ống bơ, miệng ống được bọc ni lông và trên có rất ít vụn giấy như hình số 1 trong sách giáo khoa. Gõ trống và quan sát các vụn giấy, nêu kết quả quan sát được. Bạn cần biết, khi mặt trống rung, không khí xung quanh cũng rung động. Rung động này được lan truyền trong không khí. Khi rung động lan truyền tới miệng ống, sẽ làm cho tấm ni lông rung động và làm các vụn giấy chuyển động. Tương tự như vậy, khi rung động lan truyền tới tai, sẽ làm màng nhĩ rung động, nhờ đó ta có thể nghe thấy được âm thanh. Thực hành. Đặt một chiếc đồng hồ chuông đang kêu vào một túi ni lông, buộc chặt túi lại rồi thả vào chậu nước. Áp một tai vào thành chậu, tai kia được bịt lại. Bạn có nghe thấy tiếng chuông đồng hồ không? Kết quả này cho thấy âm thanh có truyền qua thành chậu, qua nước được hay không? Bạn cần biết, âm thanh không chỉ truyền được qua không khí, mà còn truyền qua chất rắn, chất lỏng. Liên hệ thực tế và trả lời. Âm thanh khi lan truyền ra xa, sẽ mạnh lên hay yếu đi? Nêu ví dụ. Trò chơi học tập. Nói chuyện qua điện thoại.